Đồng Nai Nguyễn Tấn Lương, 37 tuổi cùng Ngô Đình Giang, 34 tuổi bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng, sau gần 9 tháng vây xe chở công an. Bị Viện Kiểm sát thành phố Biên Hòa truy tố cùng tội danh còn có 3 đàn em của Giang, Nguyễn Duy Kỳ Tuấn Nhất, 31 tuổi, Nguyễn Văn Sơn, 21 tuổi và Mai Văn Căn Tự Tý, 30 tuổi, cùng ở Đồng Nai. Theo cáo trạng, 13 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2019, Nguyễn Tấn Lương giám đốc công ty xây dựng cùng Lê Võ Trường Hải, 42 tuổi, quê Đắk Lắk và 8 người khác nhậu tại phòng VIP 8, nhà hàng Lam Viên, thành phố Biên Hòa. Trong lúc ra hành lang nghe điện thoại, Lương bị Phạm Văn Hiền 42 tuổi, khách ở phòng VIP 2, doanh nhân vận tải nôn ói văng vào quần nên đấm vào mặt anh này. Được can ngăn, hai bên trở về phòng. Hiền kể lại sự việc cho ba người bạn nghe, gồm Trung tá Nguyễn Quang Trường đội phó đội cảnh sát 113, Trung tá Đinh Tú Anh đội trưởng đội cảnh sát trật tự, và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng nguyên trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Hai trung tá công an liền kéo Hiền qua phòng Lương để giải quyết. Xô xát xảy ra, hai bên ném chén, đĩa, ghế vào nhau khiến anh Hải bị thương tích 7%. Giang 36, đến hiện trường chỉ đạo đàn em chặn, vây xe chở công an hôm 12 tháng 6 năm 2019. Ảnh, Thái Hà. Được Lương gọi nhờ hỗ trợ, Ngô Đình Giang Giang 36 huy động đàn em đến quán gây sự. Khi cảnh sát 113 đến can thiệp, ô tô chở nhóm công an mới được rời khỏi quán. Tuy nhiên, xe này chạy được khoảng 300 mét thì bị nhóm giang hồ dùng ô tô, xe máy đuổi theo chặn lại, bao vây. Chúng la hét, dọa giết 4 người trong ô tô. Giang chỉ đạo đàn em đâm thủng lốp xe, không cho công an giải quyết. Hàng trăm người dân hiếu kỳ khiến giao thông tuyến đường Đặng Văn Trơn bị ùn tắc. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, công an thành phố Biên Hòa tăng cường thêm lực lượng và điều xe cẩu đến thì nhóm Giang mới chịu giải tán khỏi hiện trường. Trong các đàn em của Giang, Bùi Văn Thái, tự Thái Đen đang bỏ trốn, bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Liên quan vụ án, Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường cùng một cán bộ đội cảnh sát 113 bị công an Đồng Nai đình chỉ công tác, điều chuyển tạm thời về phòng cảnh sát cơ động. Phước Tuấn Lex Block S. Oi.